Tây Kha Vương có cái lô đá mã não gồm có 10 viên, anh chị em mình nha. Để Kha Vương lấy cái cục nào nhỏ nhất thôi. Kha Vương không biết cục nào nhỏ nhất nữa. Nói chung cái sản phẩm này thì nó bởi vì nó không có tròn trịa đó. Nên cũng khó để mà phân định, nhưng theo sự cảm nhận của Kha Vương thì nó to hơn khoảng dường như quả trứng gà so đây ha. Quả trứng gà so hoặc là có những viên to hơn như thế này. Thì ở đây là lô 10 viên. Thì tính từ đây qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì cái sản phẩm này Kha Vương bán với giá là 100.000 đồng trên một viên và cộng tiền ship. 100.000 trên một viên và cộng tiền ship. Anh chị em nào mà mua 3 viên một lần á là 300.000 thì Kha Vương bao ship nha. Anh chị em nào mà lấy 3 viên một lần á thì Kha Vương bao ship, còn 1, 2 viên Kha Vương bao ship không được. Kha Vương bán lẻ như thế này để cho anh chị em nào mà thích sưu tầm này nọ cái khác, mà mình muốn mua 1, 2 viên, 2, 3 viên mình sưu tầm chơi chứ không thể nào mua hết. Thì anh em rất là dễ mua. Chứ nhiều lúc Kha Vương bán nguyên lô như thế này thì anh em rất là khó mua. Còn nếu mà anh chị em nào thích lấy hết nguyên lô 10 viên này thì cứ nhắn tin riêng cho Kha Vương sẽ bớt chút tiền cà phê, cà pháo này nọ cái khác để cho anh chị em nha, có cái giá dễ sưu tầm. Kha Vương nói rõ vậy. Kha Vương 0814721262. Kha Vương cảm ơn nhiều. Ở đây 10 viên, cứ một viên là 100.000 đồng cộng tiền ship. Anh em muốn chọn viên số mấy chọn. Cứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kha Vương sẽ chụp tấm hình lại để cho anh chị em dễ chọn nha. Kha Vương cảm ơn.